sĩ chị ốc chuối. Mr. B chị ốc chuối. Hay quá. Cầm cây luôn. Yeah. Đi đi vô em hay cầm cây vô. Vô. Ngủ không? Trời mới nào qua không biết chẻ, ăn chẻ lũng bắp chuối. Là cái gì? Mày lá tôm gỏi hay gì này? Dịch. Ở đây người ta nuôi vịt nhiều ghê chứ. Thấy lấy nguyên cái chiến gì đó đi lùa nó. Mà thấy đường không sao rồi. Mắt nguồn sáng dữ hả. Vịt đây nó nuôi về công ty để thu rồi sao. Đẻ hả? Nó bán nhưng mà nó lên lối rồi nhà rồi nó kêu công ty rồi nó cân lên thành phố. Này nấu gì nấu nước gì này tụng vịt đó hả? Nấu chuẩn bị nồi cháo nấu cháo vịt này thằng này bếp là bếp củi luôn á, củi quyện hồi luôn á, mới nước mới sôi này giống gánh để cho đồ ăn nó bị chuột hay là cái gì nè chó tới nè. Chưa làm cái giống giờ làm cái quạt. Đang nấu cháo vịt vừa bỏ vịt vô mới nấu cháo. Đây là ăn cháo vịt đêm. Ăn cháo vịt gì thành rồi nó khác cháo vịt nó đẹp. Vịt thì vịt thả đồng giống chuẩn ngon mình tin mình ăn thích ăn. Ăn lúa chặt thật ra đồng ăn lúa nó già rồi nó gãy cùng cái đâu mà đất ở đây trồng chuối sai gì chứ chính có chuối không có hồi xưa là nhiều chứ giờ thì nó cũng ít. Tên con giờ cũng xài nước mưa không? Nước hoài mưa cái nước chảy dư giả luôn. Nước rất là ngọt á. Bà đấy. Đây nó ăn bắp chuối xíu gì chuối cây dạ cây sắc bắp chuối làm gỏi. Dạ
đó luôn một tháng mấy. Cái này bớt rồi đó, không có chờ ngơi nó dông nha, ào ào tôi sợ muốn bị chết. Tôi sợ sạch nhà không gì. Hey, Mr. T. Lỗ tài thắt thắt bính ruột dịch. Chắc không? Dạ biết. Biết là không biết sao nha. Thắt nó không ra còn bính mà nó ra còn gì nó chết luôn. Giỡn hoài cực. Làm đi, làm đi. Sai sai. Tôi đặt thêm nổ nước thêm. Mưa ơi, đổ thêm miếng nước nữa cũng hơi. Cái thịt cháo khét rồi. Chế nước đang quay nấm hả nội? Thầy đặt chế nước thêm cho nó. Để cho nó lọc. Đâu rồi, cái bính nào bỏ vô con tiêu vậy? Được, được không đi cha? Lạc quá, để cho nó lỏng ra quá. Thác cái bính ra, cái bính không hay quảng hồn quăng rồi cháu. Nè. Ghê. Sao? Cái bính của Mr. T. Cào cào với anh chị điện. À. Có cà phô quá kìa, mấy con gà thôi mà lại sớm. Bên trong người ta cắt rồi, dịch nó quần hết rồi. Mới cắt rồi, bây giờ hết rồi. Chưa. Con thấy ở ngoài lộ cũng có chỗ người ta đang làm. Chắc là người ta làm như mình xuống mình bắt người ta cho không nè. Dạ không. À, bắt được con bắt à. Nói chơi với tụi con bắt gì. Bắt nó ở nhà mà ở đây nó cũng nó đi theo, có bữa được 3-4 con, 2-3 con. Thằng đó nó giỏi, nó sắp ra. Cái đó gà dí, thấy nhiều người ta bắt hết là lấy gom mà chụp vô. Có đâu, bây giờ không có, nó cắt nó đùa ra, nó trướng hang hết trơn à. Ở dưới hang rồi. Cái nước đi đào hay sao? Đào có đâu. Gà đang vui thì theo máy. Dí. Theo gì bây giờ? Ngày sau sáng á. Sáng là thả đó chơi. Cho biết cảm giác cắt lúa. Cắt lúa mà bây giờ nó cắt còn mấy không? Hồi sáng con đi từ hướng đi qua Vĩnh Long đi Mang Thít á. Đi dọc đường cũng cắt nhiều ghê. Mà giờ cắt tàn máy không? Cắt máy không, bây giờ thích mình ai cũng đi thành phố mà hết trơn. Cái này có ai cắt mưa. Chứ là nó cắt máy nó lẹ hơn cắt tay. Máy bây giờ có ai đâu. Mà cắt máy đâu sạch bằng. Sạch bằng cắt tay đâu. Cắt tay sạch, cái cắt máy này nó sốt đổ. Còn thấy vậy nó nghe chủ dịch thả dịch vô mới ngon. Nó bán két. Bán trong viện hai. Con này bỏ muối vô đây. Bỏ muối cho đựng đen. Có muối không có con mẻ là nó phui. Bỏ muối mà có con mẻ nên nó mới trắng. Từ nãy có bỏ con mẻ nè. Bỏ đây mà có con mẻ hả? Có. Nhiều không? Nhiều. Vậy con cưng nào con về và cho con đi. Về con lấy cái keo mút về để bữa hổm. Con gì con nuôi. Con có nuôi mà không biết nó làm được không à. Con lấy cơm á. Cái con cơm lấy nước cơm con hơi ấm ấm con để vô, chế vô. Ừ. Mà không biết nó đến thành công không à. Trời ơi, bây giờ vừa cái mày biết không. Con đó, vừa cái con lấy cái keo bự con bỏ cơm vô. Rồi cái con chắc cơm trong cái hộp cơm đó. Cái con vớt ra con bỏ trong. Bữa hổm tao đem lên chảy cho ốc mì một con. Một keo nó chảnh nguyên nên nó gầy ra nó ăn nó chảnh nó không khó. Nó gầy ra tao đây. Mà ở thảnh không ai biết làm hết trơn á. Mẹ vậy mà múc khi nào mình múc. Chứ mẹ làm đi sao cho nhanh không? Nào. Nấu cháo. Khi nào mà... Nấu cháo cho thiệt đặc á. Khi nào ha. Để cho nó nguội sao múc cho khi nào múc á con đừng có ấy nha.
Mày đừng có keo bự nha. Dạ. Cái này mày bỏ con vô mày nuôi. Đẩy lại đây, bữa hai bữa là nó bả. Ăn nó chua. Cái đủ có sao. Sao mà ở tên con không ai biết làm nhiều cái mẻ đây nha. Trời ơi, cũng như vậy. Vậy thôi, từ dập. Con ấy nước nóng ra, nước sôi ra, con chế vô con ngủ cơm đó. Để cho nó nóng ấm ấm rồi thì em bỏ vô. À. Bỏ vô cho nó bả. Gà tướng này là không có lửa nghe em đâu. Đã lâu gà đồng gió thổi mát. Mà đây mình đã không quen nghĩ lạnh chứ. Còn tụi con ở trên giường, trong giường tối nó nóng. Đây, nồi chuối sắt. Nồi chuối sắt xong các bạn. Chút làm gỏi, một vịt. Sao rồi, nồi cháo sao rồi? Cực kỳ ngon. Dạ. Này mít từ tí đứa thân xuống bếp muốn cháo vịt, vịt ăn đồng cũng hấp dẫn đấy chứ, dẫn không phải hấp dẫn chứ, vịt nấu cháo mà. Ở bên con thường sát cắp chuối cái bỏ dắt chanh vô mà nó không tắt mặn này nha. Đây bỏ cơm mẻ. Ở bên cơm mẻ không có ăn lấy đâu mà bỏ chuối. Cơm mẻ á, rồi nhiều khi cái chanh đó, dạ. Cái mình nặn vô mình trộn, dạ. Không trộn giấm thì trộn chanh. Tối rồi sắp mẻ. Chắc này nó tăng tươi đẹp ghê, đẹp hơn là dắt chanh. Chuối thì mình sắc ra, nãy chanh hoặc là cơm mẻ với muối thì nó sẽ trắng, nó không bị mủ đen. Này là mình sử dụng cơm mẻ với muối. Nấu hơi cái bộ quên miếng quyết này cái thua luôn nè. Ấp bỏ ấp ấp chuối đó với xong đi. Quyết thì mới quay ra. Cực đẹp. Gỗ dễ thương, có nước dừa. Chín xíu rồi. Đợi sớm cho nó chín. Vịt bữa nay không hôm con bữa hổm kìa. Ta mua vịt kia nha, cũng hai cái máy mà nó mới nó bữa nay lâu rồi. Bữa hổm trời ơi tao nhổ luôn con chết. Hôm nay đã cái nè. Nó nhỏ vậy. Đâu? Nó đâu không thấy đâu. À, đi thấy cái tải đó là đi. Không? Đâu? Nó. Kìa. Đây nè. Học bay vô. Cái đó là ừ. Nó. Tái đủ không? Đủ tốt gì? Đó là gì? Chanh, chanh nấm. Chanh. Đúng không? Chắc con tái đủ giờ kiếm em không cực. Mấy ngày kiếm cũng thấy gì. Hỏi này tổ gì mà nó tép bự dữ nè. Nghe con bự ghê. Tép tỏi là nó nói bự ghê đi chứ.
cái chanh nãy chua dữ không mày? Chanh này nó ngon kìa. Cháy chắc được rồi. Thôi gắn, gắn, ngon. Này gì mà cũng có, mẻ có, giấm cũng có. Tôi nuôi cái keo giấm cho anh ta không? Ít có xài. Khoan thì không có xài. Trời, sao ăn được đâu. Đâu chứ phải đám tiệc ở nhà hàng chứ đâu sao. Nhà ăn không. Thấy làm rồi gọi thấy hấp dẫn rồi. Thấy gì thấy cũng ngon rồi chứ. Đây, rồi gọi bắp chuối. Chắc chanh vô. Lá này là rau này là rau gì nội? Quế. Chậu mình ha. Chậu chậu. Con đai chậu chậu. Con tay tổng dạng đất cứ như hết ăn luôn. Okay. Cháo cũng chín nè, chuẩn bị ăn được rồi. À, uống bà cháo mà quất cái nồi cháo quá tí dứt con vịt chà bá luôn. Vịt này vịt thả đồng nè các bạn, ăn lúa chắc thịt, đó là vịt nuôi thức ăn, thịt bún, tim. Nấu mỡ ra. Vịt chín nè, giờ chặt ra tôm gỏi. Mấy con mất bà chúng nó đi chơi nè. Con bắt ba. Con em. Đâu mẹ. Nói cha đâu rồi. Con vịt mà luộc ra nhiều quá. Con vịt mà con vịt. Con vịt này vịt tơ. Chứ mày gặp ăn mày ăn gặp vịt thả ăn vịt thả mày ăn không nổi đâu sao. Đây, nồi cháo vịt cơ bản nó hoàn thành. Đây là nồi cháo đó các bạn. À, đây có thịt vịt với bắp chuối làm gỏi. Mắm chấm. Đây là tiêu nhặt vô cháo em. Đi quê dân dã ngồi vậy cho nó mát mẻ. Rồi, nhập tiệc thôi. Cháo vịt thả đồng, gỏi bắp chuối. Mấy bà cháo ăn cháo uống rượu. Làm miếng cháo rồi, đói rồi. Có cái ruột thắt bính không kìa, không nghe tí. Nghe cho không thông nghe đi. Này, cháo, gỏi. Góc dạ miếng đi. Cháo, cháo không có đâu. Ăn em mưa không tới là gì nhá tới mà mấy bút nồi đã đi cháo quá đã giờ hấp nồi cháo ngon gì đâu ngủ đi cháo
mình xuống này nè. Đây, bên anh đi xuống nè. Được có cho. Thịt vịt ngon thiệt. Dây đồng nha, thịt cũng chắc. Mấy đứa nữa. Thôi vừa không? Cháu vừa ăn không? Vừa. Ngon. Cho ba ăn quả này coi nè. Quả này cũng được không? Dạ, dục xương chứ con chó nó ăn không ba? Thôi, dục quá, chết là dục không? Nó ăn xương không? Cái gì á, cái gì xuống lên cái con nó bỏ xương này. Để nó đạp vô. Chết luôn, uống cá luôn. Có mà. Ừ. Lấy cá lên đập. Tiêu này nó trong mà nó bay mùi kỳ quá. Tiêu này tôi được ăn thôi. Nó đưa chiều tính đi mua mà nó đưa không ăn nó mất. Vớt nguyên ly luôn hả? Hả? Ly nhỏ mà. Cái ly nhỏ hả? Có ly nữa nè. Cháu giật con gù đế. Thấy cái ly này ngát quá. Rốt gì vừa. Đủ nhẹ chứ mà. Dịch còn tơn nhai xương ngon. Thịt ăn vô mưa. Nhóc nó ăn đi. Cái là mưa, nó ăn tại đi mưa. Trong nhà không má cỡ gì. Thì đông lạnh thôi. Để nấu vô rồi. Hay mình chế nước hơi ít. Vậy chứ được ca thì không mà nó que vậy đặt. Nhừ mới đặt. Cháo nấu lỏng chút không? Rất âm lỏng mà nằm chỗ không chịu rồi. Không có ai nói tầm mà mình có. Chúng ta không có đứa làm gì hết. Con đoạn xương. Đủ thì nhẹ đâu ra mình biết mình ai nhà nhẹ vậy mà không biết đã chết thì không biết nhau là phải sánh rồi đó nhau không ngon tề tay có thật chút rượu mình ngủ. Nó hết nổi. Cương nó bị mèo. Ngày đã. Ai được là cho làm. Con nó mềm nè. Có răng cũng mới ăn luôn. Đau ăn. Đi rồi. Thích rồi ăn. Dịch miếng quyết kìa. Mình mua ở đây nó mập nè. Dạ. Mình
còn miếng nữa tao uống một cốc. Uống cốc rồi uống ngày không đẹp tao 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 buồn quá. Rồi già sao vậy? Đâu đi lại vẫn. Chương để tụi con ăn cho. Dành. Mà thấy chương nó thiệt. Tao nói thiệt tụi bây. Tao ở đời chưa một bước con nít chưa ghét nữa. Tao đi tới đâu cũng không ai ghét tao hết trơn hết trời. Tao sống ở đây á thì cũng nhờ sống nhiều. Trời đứa em kìa. Đứa còn có hai chị em à. Đứa em hút ở Định Giá kìa. Chưa chế bị mắc nợ. Nhà một trời ơi trời. Tao tắt nghiệp nó. Tao nói thiệt mày ơi, khổ lắm. Ở nhà hai bà cháu, tối mình trời mưa rồi là chặn dạng mới có 5 giờ cái đóng cửa rồi. Đốt cái đèn ngủ, không đốt đèn này phát nữa lại. Chung vô một ngủ rồi, cái chưa gì nó ngủ mấy rồi bò mình thức nha. Nhiều khi có đêm ngủ không được, thức cho tới 1-2 giờ vậy đó. Mà nó ngủ nằm chờ queo có gì nó. Chết rồi chết, đứng đâu đứa nào bà nội nuôi cho vậy. Mẹ thiếu. Vậy thì đồ uống to được á. Ta mừng dữ lắm người đó, ta mừng. Mai nằm đóng. Mai 7 giờ mưa vẫn đi thấy bần đó. Không, anh em tôi đi. Ông nhà ngủ. Đâu uống mưa nha. Dạ. Nãy giờ không có không bỏ dòng nào hết trơn rồi. Đúng rồi. Tao cũng bỏ dòng nào đâu. Thôi có rồi đứng dòng mình à. Kêu ai không lợi thôi bà cháu mình uống luôn. Sợ gì. Dạ tôi uống là kết luôn hả. Bà cháu mình uống luôn đó, có ai đâu. Làm ly kết thúc.